Hello, xin chào. Bạn đang khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Các cái nền tảng marketing như là Facebook, như là Google AdWords thay đổi thì cũng khiến cho cái công việc kinh doanh của bạn ảnh hưởng, đặc biệt là ở trên Facebook. Bạn luôn luôn muốn tìm kiếm cho mình những cái phương pháp marketing mới để tăng cái hiệu quả trong cái công việc kinh doanh của bạn, cũng như giúp cái công việc kinh doanh của bạn nó bền vững hơn. Thì xin chúc mừng bạn, video này dành cho bạn. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái phương pháp marketing mới. Nó là một cái xu hướng về marketing cho năm 2020. Nó giúp cho bạn có được hàng nghìn khách hàng, hàng vạn khách hàng hoàn toàn miễn phí. Các bạn thấy điều này thú vị chứ? Nào, chúng ta cùng khám phá điều này nha. Đầu tiên, bạn có công nhận với tôi rằng khách hàng đến từ Google, đến từ việc tìm kiếm ở trên Google thường rất chất lượng hơn so với khách hàng từ Facebook, đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ cùng với bạn, chúng ta cùng khám phá một cái phương pháp marketing mới khi mà khách hàng tìm kiếm ở trên Google. Mình sẽ lấy ví dụ như sau. Ví dụ như khi mà mình muốn sử dụng một cái dịch vụ liên quan đến làm đẹp, giả dụ như mình muốn đi trị mụn ở một cái spa ở gần chỗ mình, ở gần cái khu vực của mình, thì mình sẽ lên trên Google và mình sẽ gõ cái từ spa trị mụn, đúng không ạ? Và như vậy là các kết quả của Google sẽ được trả ra ở trên cái màn hình của mình, như các bạn thấy đó. Thì đầu tiên đương nhiên là những cái vị trí quảng cáo. Những cái vị trí này là người ta phải bỏ rất nhiều tiền để người ta mua cái vị trí hiển thị ở trên quảng cáo Google này. Và thường cái vị trí này họ sẽ phải giá rất là nhiều tiền cho mỗi một click. Các bạn có thấy không ạ? Rất nhiều tiền cho một click. Tuy nhiên, các bạn có thể thấy ở bên dưới ngay cái vị trí quảng cáo đó là gì nhỉ? Đó là những cái điểm Google Map, các bạn có thể thấy không ạ? Đó là những cái địa điểm Google Map, nó được hiển thị lên cái công cụ tìm kiếm Google đó. Và như vậy là khách hàng sẽ xem là cái spa này nó ở gần chỗ họ hay không. Ví dụ như mình quan sát nó có những cái spa như sau. Đó, có những spa ở 177 Trung Kính, ở 62 Ngọc Khánh. Đó, thì mình sẽ biết được cái spa nào nó ở gần chỗ mình thì mình có thể là kích vào để mình xem. Ví dụ mình có thể là vào cái spa này mình xem. Đó. Thì cái spa này nó ở 62 Ngọc Khánh, như vậy nó cũng cách mình không có xa lắm. Và ở đây thì mình cũng có nhìn thấy được một vài những cái review của khách hàng rồi. Và mình thấy là cái điểm này ok, thì mình có thể là gọi điện, đúng không? Mình có thể gọi điện. Nếu như bạn ở như trên app điện thoại ấy, thì bạn sẽ nhìn thấy được các cái nút gọi điện. Thì lát nữa mình sẽ demo cho các bạn thấy. Đó, ok. Và như vậy là cái spa này họ đã có một khách hàng tiềm năng khi mà mình tìm kiếm ở trên Google, mà họ không phải mất một cái khoản phí gì cả. Hay ví dụ như là mình sẽ có một cái từ nữa là ví dụ như là mình tìm là cho thuê văn phòng. Ok, thôi mình ở cái video này mình sẽ làm tập trung vào ví dụ như là cái mạng spa. Còn các bạn có thể liên hệ tới những cái sản phẩm và dịch vụ khác, đúng không ạ? Có thể liên hệ với sản phẩm và dịch vụ khác nhé. Hoặc là các bạn cần tìm hiểu thêm, các bạn thể inbox cho mình. Ví dụ mình sẽ gõ cái từ spa giảm béo đi, đúng không? Giảm béo uy tín ở Hà Nội, được chưa ạ? Đó, mình sẽ search cái từ này. Và cái từ này là ở đây đương nhiên là các cái phần quảng cáo đó. Và ở dưới đây chính là những cái địa chỉ, đúng không ạ? Những cái Google Map được ưu tiên hiển thị lên đây. Và những cái trang này thì có cái khả năng là khách hàng ghé và mua hàng cũng như là tìm hiểu về sản phẩm rất là cao. Đấy. Hay ví dụ như là mình sẽ search cái từ khóa như là spa
À, giảm béo đi chẳng hạn đi đúng không? Giảm béo đi. Vì nhu cầu giảm béo nó sẽ rất là lớn. Đó, thì các bạn có thể thấy được để có được những cái vị trí ở trên Google Maps này, ở trên cái tìm kiếm Google này, thì họ không cần phải bỏ một xu nào cho việc quảng cáo cả, và nó lên một cách hoàn toàn là tự động các bạn nhé. Đương nhiên là bạn cần phải đầu tư cho cái địa điểm map của bạn. Ví dụ như chúng ta có thể thấy là ở bên Mama Maya thì họ rất là đầu tư, đó là họ có những cái bài viết ở trên đây đó, thì mình có thể click vào để mình xem là ở trên này nó có những cái gì đó, những hình ảnh rất là đẹp đó. Đó, những cái hình ảnh rất là đẹp, và nếu như mà cái thông điệp của bạn nó phù hợp với cả cái nhu cầu của khách hàng thì là họ sẽ đến để có thể là mua hàng. Các bạn có thể thấy không ạ, ở những người bầu thì cũng có thể đến đây để mua hàng đó. Đây là một cái phương pháp và một cái công cụ marketing rất là mới, một cái xu hướng về marketing cho năm 2020. Và các bạn thấy không, những cái vị trí ở top map, những cái vị trí ở top map là những vị trí có cơ hội được bán hàng cao nhất, và những cái vị trí này sẽ có được những khách hàng miễn phí thôi các bạn. Những khách hàng miễn phí nó sẽ được ví như là cái việc khi mà bạn năm 2012, 2011 bạn biết chạy quảng cáo Facebook thì đấy là một cái mỏ vàng để bạn khai thác. Tuy nhiên hiện tại thì ở Facebook là đang rất là gặp nhiều những cái rào cản, không phải là, tức là bây giờ không có nhiều rào cản để họ lên, để họ làm marketing ở trên Facebook nữa, và bị cạnh tranh rất là nhiều, chi phí bỏ ra rất là lớn. Tuy nhiên cái lợi nhuận thu được thì nó đang không có được cao, và mọi người luôn luôn tìm những cái phương pháp marketing mới để có thể là thúc đẩy cái doanh số bán hàng cũng như cái công việc kinh doanh của bạn nó phát triển hơn. Thì khách hàng ở đâu bạn ở đấy, khách hàng tìm kiếm ở trên Google, khách hàng tìm kiếm ở trên Google, và nó đề xuất, nó hiển thị ra những cái vị trí cho những cái bài quảng cáo, cho những cái địa điểm ở gần đấy, hay là cho những cái bài sale, thì bạn cần phải xuất hiện ở những cái vị trí đấy đúng không ạ. Và ví dụ như bạn bỏ rất là nhiều tiền, bạn cần phải đầu tư cái website, bạn bỏ rất nhiều tiền để bạn có thể chạy quảng cáo được đúng không ạ, hay là bạn phải bỏ rất là nhiều tiền để bạn có thể viết những cái bài sale đúng không ạ, để sale cái website của bạn lên. Tuy nhiên cái chi phí bạn bỏ ra để bạn có được một cái map để bạn xác minh, thứ nhất là bạn có 3 điều lưu ý khi bạn làm cái bạn làm marketing bằng cái Google Map và được hiển thị trên top Google, đó là bạn cần phải xác minh cái vị trí cái vị trí địa điểm kinh doanh của bạn đúng không ạ. Thứ hai là bạn cần phải đặt cái từ khóa cái địa điểm kinh doanh của bạn nó trùng với cái từ khóa mà người dùng tìm kiếm nhiều, tìm kiếm phổ biến, thì cái địa điểm của bạn nó được hiển thị nhiều. Và thứ ba là gì, bạn cần phải chăm sóc cái địa điểm của Google Map của bạn, đó là bạn phải viết những cái bài viết nó liên quan đến cái hành vi tìm kiếm của khách hàng, và như vậy thì Google nó sẽ đề xuất hiển thị cái điểm Google Map của bạn lên trên top Google, và như vậy là cái cơ hội bán hàng của bạn nó sẽ rất là cao, và bạn sẽ có được nhiều doanh số, và cái công việc kinh doanh của bạn nó sẽ bền vững hơn rất là nhiều. Ok, thì đây là một cái video mình chia sẻ riêng cho lĩnh vực là spa. Nếu bạn có cái điều gì quan tâm đến cái lĩnh vực này và liên quan đến cái việc là đẩy cái từ khóa trong lĩnh vực spa của bạn hay bất cứ cái lĩnh vực nào, thì bạn có thể inbox liên hệ với mình đúng không ạ. Bạn liên hệ với mình để mình có thể tư vấn cho bạn cái từ khóa nào bạn có thể lên top Google được, và cái từ khóa nào bạn cần phải tự SEO, bạn cần phải tự SEO. Và bạn cần có một cái điều rất là quan trọng, đó là bạn kiểm tra, đây tôi sẽ vào trong này, bạn hãy kiểm tra cái, nếu như bạn đã có một cái vị trí ở trên Google Map, bạn kiểm tra cái vị trí ở Google Map của bạn, đây là những cái vị trí đã được xác minh bởi Google đúng không, Google đã gửi mã xác minh. Còn những cái vị trí như thế này là những cái vị trí chưa được xác minh, và những cái vị trí chưa được xác minh này có thể sẽ bị Google quét và bạn sẽ mất cái vị trí này, như vậy là bạn sẽ mất khách hàng. Chuyện gì xảy ra nếu như cái từ khóa thẩm mỹ viện Siam là cái từ khóa mà được khách hàng tìm kiếm rất là nhiều, tuy nhiên một ngày nào đấy Facebook quét và cái vị trí của bạn nó đã không còn ở trên bản đồ nữa,
Như vậy là bạn sẽ không có được khách hàng nữa, và khách hàng không biết được là sẽ tìm đến cái vị trí của bạn như thế nào. Ok, như vậy là bạn cần phải xác minh bạn sở hữu cái địa vị trí này, và cái từ này nó sẽ không còn nữa các bạn nhé. Cái vị trí của bạn được xác minh là cái từ bạn sở hữu doanh nghiệp này nó không hiển thị ở trên Google Maps của bạn. Và bạn cần xác minh cái điều đấy thì bạn có thể liên hệ với mình có thể xác minh cho bạn cái vị trí nó thuộc quyền sở hữu của bạn trong vòng 24 giờ. Là vì bên mình có cái tài khoản admin Google Maps, và ở Việt Nam chỉ có 1-2 tài khoản như vậy thôi. Và bên mình là một trong hai bên như vậy. Và bên mình sẽ làm cho bạn trong vòng 24 giờ sở hữu cái vị trí này của bạn là Vĩnh Viễn các bạn nhá. Ok, mọi cái thắc mắc liên quan đến Google Maps, liên quan đến kéo top Google, lên top Google bằng Google Maps, các bạn có thể liên hệ với mình để mình có thể được hỗ trợ các bạn, để giúp cho công việc kinh doanh của bạn nó phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào.